Buổi họp báo live show Trường Giang chàng hệ sứ quản vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với thật nhiều tiếng cười, bởi lẽ Trường Giang rất thoải mái dẫn dắt mọi người theo những chia sẻ thiệt tình của anh. Và đây có thể xem là một món quà ý nghĩa dành cho nhiều khán giả hâm mộ nghệ sĩ hài, người đã đạt rất nhiều giải thưởng uy tín trong những năm gần đây. Đây là lần đầu tiên Trường Giang làm live show với sự tham gia của nghệ sĩ Đức Thịnh, vai trò đạo diễn. Trường Giang tự viết kịch bản và đạo diễn hình ảnh là Nhất Trung, với tên gọi chàng hệ sứ quản như là cách để nhắc nhớ đến quê hương của anh. Chủ đề chính là có thể anh không cao nhưng người khác vẫn thấy lùng. Live show sẽ có nhiều nghệ sĩ khách mời như Hoài Linh, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Trấn Thành, Nhật Cường, Cát Phượng, Harry Won, Ngô Kiển Huy. Live show diễn ra trong hai đêm, một đêm ở sân khấu Trống Đồng vào ngày 5 tháng 11 và một đêm ở nhà hát Hòa Bình vào ngày 7 tháng 11.